có mấy tài khoản, nhưng có tài khoản nhiều nhất là có 81.000 cổ phần. Mình cũng theo Quốc Cường lâu rồi. Thì mình xin thứ nhất đấy là xin chúc mừng hội đồng quản trị là cái cuộc họp này vẫn đầy đủ ngồi đây là rất mừng, bởi vì giờ mình nắm cổ phần này lâu, mỗi lần nghe báo chí cứ đăng cũng giật mình, mình sợ. Cứ lo chị Lan bị bắt hoặc là ai bị bắt thì rất là mình nói chân tình là như vậy. Thế thì mình cũng nắm cổ phần thì mình cũng xin trước hết đấy là năm ngoái mình cũng họp và cũng có ra nghị quyết là thưởng cổ phiếu cho cổ đông vào quý 3 và quý 4. Văn bản ra thì cũng rất là đầy đủ, nhưng mà sau đó không thấy chuẩn cái gì cả, mà im lặng cũng không thấy ai trả lời câu nào. Thì với tư cách là cổ đông thì cái hội đồng quản trị cũng phải nên có lời xin lỗi với cổ đông với cái lỗi này đó, không phải là riêng mình mà có tất cả cổ đông. Bởi vì sao mình thực hiện, mình đang cái nghị quyết là của tất cả các cổ đông. Chị Loan thì có thể chỉ rất nhiều cổ phần, chị nắm nhiều công ty, nhưng mà về mặt là cổ đông thì ngang bằng nhau. Mình thực hiện và mình không có thực hiện gì. Thứ hai là cái người mà công bố thông tin, khi mà không ra thưởng thì mình phải công bố là tại sao, là lý do tại sao mà không thưởng. Nhưng mình im lặng giấu đi như thế là không được. Đó tôi còn là phải phê bình cái người công bố thông tin hoặc thậm chí cho nghỉ việc, đó là việc cổ đông yêu cầu. Thứ ba nữa là mình hỏi là cái thử nghiệm khi mình bán thì mình công bố là giá như thế nào, tất nhiên đồng ý là bán, thì mình phải công bố cho cổ đông hoặc mọi người biết là giá cả hay là định bán thế nào, chứ mình không nói là mai kia mình bán cái kiểu cổ bây giờ khó mà thương phải bán thì cũng rất là khó cho cổ đông, thì mình hỏi vậy. Với thứ nữa là mình như chị Lan thì năm nào mình cũng thấy là kêu là làm ăn rất khó khăn, thì cũng bất động sản cũng năm nào cũng khó khăn. Đấy, nhưng mà cũng có những công ty người ta không khó khăn, cũng có công ty người ta trả cổ tức mà cũng có công ty lên rồi đó. Thì cái thông tin như thế là mình chỉ hỏi cái như vậy thôi. Đấy, thì hết ạ. Trả lời cho ý kiến của anh, có lẽ là chắc anh mới đến, anh chưa có đọc hồ sơ. Trong cái hồ sơ của đã phát hoặc là đã đăng lên website có nói cái lý do tại sao không trả cổ tức đâu mà có nêu rất là rõ. Bây giờ tôi xin nói hoặc nhắc lại thêm cho quý cổ đông nào chưa đọc. Không, thứ nhất, mình xin lỗi, không phải là đến đại hội này mình đọc những thông tin này, bởi vì là đến trước cái đại hội này không có thông tin đó, không phải là đến đại hội này thì còn nói làm gì nữa, tức là đến hết không bao giờ như thế này. Muốn biết anh muốn biết thông tin thì chúng ta có đăng trên đó là mở thứ hai, và cái thông tin này là do ủy ban chứng khoán, không phải do hội đồng quản trị biết hoặc là do ban giám đốc biết được đâu anh. Mà chúng tôi phải trình ra ủy ban chứng khoán, ủy ban chứng khoán có cái, nó có cái lý do ở trong hồ sơ á. Bây giờ tôi sẽ nhắc cho cổ đông hiểu thêm một tí. Thì đến 31 tháng 12 thì mình phải công bố, thì mình có nhân viên có đầy đủ, mình cũng đánh một cái bản A4 của khoảng 31 tháng 12 ủy ban chứng khoán chưa trả lời là sao công bố không? Thì mình phải thông báo. Mình đang nộp hồ sơ cho ủy ban chứng khoán và chờ người ta trả lời cụ thể bằng văn bản. Thì lúc đó mình mới dám đăng ký lên website với anh. Và nếu bây giờ mình trả lời như thế này thì mai mốt họ lại trả lời như thế khác. Thì đến 31 tháng 12 mình không thực hiện thì mình phải thông báo là do ủy ban chứng khoán chưa trả lời. Họ chưa trả lời thì làm sao mình biết không thực hiện, có thể là cho một chiếc và có thể không cho một chiếc. Nhưng mà đến 31 tháng 12 là ngày hạn cuối cùng của trả cổ tức từ năm 2022 trong nghị quyết. Tôi có trình ủy ban chứng khoán rồi anh, và ủy ban chứng khoán tới 31 tháng 12 họ không trả lời, chưa trả lời. Họ bắt tôi bổ sung hồ sơ, tôi vẫn làm đấy. Bổ sung thì mình phải công bố thông tin, chứ mình không công bố thì cả im lặng, không mở website, không công bố là do ủy ban chứng khoán rồi sao? Là tôi đang trình để mà xin để chia cổ tức giống như tôi đã nói và đã hứa trong đại hội, cũng giống như là đã trình bày cho bao nhiêu cổ đông, chứ không phải tôi không chia, nhưng mà tôi dưới cái quyền của ủy ban chứng khoán, tôi đâu có quyền, tôi xin ý kiến xong tôi phải trình hồ sơ lại ủy ban chứng khoán, ủy ban chứng khoán họ giải quyết ngày nào thì đâu có cái miệng hành tôi trả lời. Làm sao dám trả lời qua mặt ủy ban chứng khoán được không? Thì mình phải thông báo là do ủy ban chứng khoán chưa trả lời, chưa chấp thuận cho phát hành, thì chúng tôi chưa phát hành trong quý tư. Thế này là chỉ nếu như anh làm như vậy á, thì tôi sẽ tin để cập nhật đấy. Chứ mình không cập nhật thì làm sao mà biết được là đúng? Thì bây giờ mình theo ý cổ đông là bây giờ là chủ tập đoàn hoặc là ban lãnh đạo của công ty sẽ nhận phần lỗi và xin lỗi phần không thông báo. Mình một cái nghị quyết mình quay như là thường, không quay cổ đông ăn một cái gì cả. Dạ, anh nói như vậy là không đúng. Anh nói là cổ đông là cổ đông.
Dạ, bây giờ không thực hiện nữa. Thế thì mình còn là ở đây chúng ta đến của đàn vậy thì pháp luật mình ăn thôi, tất cả cổ đông. Thế thì nhưng mà tôi cũng có quyền, có cổ đông các có thể bỏ qua. Tôi đã nói tôi là tôi có kinh nghiệm rồi, ăn thôi chứ. Dạ, dạ. Mình còn chức năng ba thì chỉ lập một cái nghị quyết tiếp thôi, mình cũng không thực hiện nữa. Bây giờ việc đó xin không trả lời ăn nữa. Đó không phải là tôi sẽ rút kinh nghiệm, chứ tôi không làm đó. Tôi làm cho đó nào tôi đi vào đây. Dạ, thưa cô Lan, là chúng ta sẽ bỏ qua phần này với phần trả lời của cô Lan đã trả lời xong câu hỏi của cổ đông ạ. Dạ, em xin mời anh ạ. Dạ, xin chào chú Tô Lò, con chào cô Lò. Dạ. Con thì chỉ mới sở hữu có khoảng 11 tháng ở lại đây thôi. Thì 11 tháng ở đây con cũng theo dõi những hoạt động của công ty. Thì theo con là nó ổn so với thời cuộc rồi, không thể đổi đổi gì hơn nữa. Con chỉ có nâng cấp cái nhỏ vậy là con nghĩ là mình nên nâng cấp cái website của mình lên á. Tại vì nếu mà mình lên trên máy vi tính thì còn được, điện thoại thì nó hơi không được tốt lắm. Chứ con câu chuyện như thế này nữa là hồi tuần rồi con vẫn chưa nhận được thư mời. Xong cái con có điện lên cái số điện thoại bàn ở trên cái like á, còn hỏi là sao con chưa có thư mời. Thì con điện không được, tại vì cái số điện thoại bàn trên website là nó sai rồi. Thì con tìm cái số điện thoại đúng con điện. Thì điện lên Gia Lai thì Gia Lai nó kêu là điện xuống Hồ Chí Minh. Thì con có điện xuống Hồ Chí Minh ở cái số điện thoại trên website luôn. Thì có một người nào bắt máy và nói là không đúng số. Thì con mới tiếp tục gọi cho cái số điện thoại trong cái thư mời ở trên cái file á, thì mới đúng số. Thì con ý kiến là nên nâng cấp cái website với lại sửa cái số điện thoại. Rồi, con cảm ơn. Cái này là từ chỗ của bên truyền thông, cô rất là ghi nhận thêm sự thẳng thắn góp ý của cháu. Xin được cảm ơn anh. Và chúng ta chuyển đi hàng năm thì là phải đưa ra nghị quyết, và hàng năm 2021 thì mình đã báo cáo cái thì năm nay bây giờ mới tới thời hạn không ạ. Anh không có quyền bắt tôi 31/12 phải báo cáo bởi vì không đúng rồi. Tôi sẽ nói cho chị em không phải báo cáo. Mà mình cái này tức là nghị quyết của mình ra là trả cổ thông báo cho cổ đông vào quý 3 và quý 4 năm 2022 thì khi hết quý 3 và quý 4 anh ơi, anh vừa lại một những quy định chỉ có một năm được làm. Tôi nghĩ là có phải trả lời của mình, con để em nói cho theo quý hoặc là mình giải thích, mình phải giải thích cho cổ thông báo của cổ đông. Tôi không phải giải thích tất cả theo nghị quyết theo luật. Tôi không giải quyết, tôi không trả lời. Tôi phải nghĩ là tôi là một thách thức. Anh về nên đọc luật chứng khoán theo gì anh ạ? Nếu khi đã đúng là trả lời trong cái bản thì cô Lan nghĩ là cô Lan sẽ không cần giải đáp thắc mắc về cổ đông này. Tôi không công bố, tôi công bố hàng năm, tôi không công bố hàng quý hoặc hàng tháng. Không là thằng nói có cụ công bố. Tôi không muốn trả lời câu hỏi anh, tôi những gì nói tôi đã nói rồi. Người biết là tôi không công bố hàng năm, tôi không công bố hàng tháng hàng quý. Nếu anh còn thắc mắc thì tôi mời ra khỏi. Nóng lắm. Chị đã lề mà nhau chứ không? Hình như là 10% hay 15% diện tích của khu Phước Kiển là chưa giải phóng mặt bằng được, thì không biết là công ty có dự kiến hay là phương án để xử lý nốt 10% đó đang như thế nào trong thời gian là như thế nào? Đúng, cháu hỏi cái đó rất là đúng, mà cái đó là một cái trăn trở rất là khó cho công ty hiện nay, là bây giờ còn khoảng mấy phần trăm thôi chứ không phải 15%. Nhưng mà ngược lại á, những cái người mà hiện nay á còn khoảng 7 hộ dân, từ 5-7 hộ dân phải cũng là bà con dòng họ qua hết. Nhưng mà họ không có hiểu về luật. Trước đây thì họ nói là bây giờ họ sẵn sàng phối hợp với mình, một là đổi đất, hai là cho mình đi đền bù. Nhưng mà họ nói là khi nào làm đến căn nhà của họ họ sẽ giao đất đó cho mình. Thì cái đó là luật nhà ở thì ok được, đúng. Và họ trước đây họ đã làm rất nhiều dự án gần đó rồi, họ hiểu cái điều đó. Nhưng bây giờ luật đầu tư là năm 2020, nó thay đổi hoàn toàn, có nghĩa là mình phải đền bù đúng 100%. Thì mình có thu hồi đất giao đất, mình mới được chấp thuận chủ đầu tư. Còn nếu mà mình không đền bù đủ 100% thì cái hồ sơ chấp thuận chủ đầu tư là hồ sơ ban đầu của mình trình là mình đã bị loại theo lúc đó rồi. Nhưng mà mình cũng đã cử người giống như bản thân của cô, đã quyết tâm đi xuống để gặp họ.
nhưng có lúc họ cho mình nhận, lúc họ không cho nhận. Và hiện nay cô cũng đang có tờ trình gửi cả ngoài Thủ tướng Chính phủ, của Quốc hội, gửi huyện Nhà Bè, là chỉ yêu cầu họ giúp cho mình một cái động tác, họ chủ trì mời các hội nhóm lên để mà giải thích cho hiểu. Còn bản thân cô in luật ra, cô in bằng hai giấy, cô gửi tất cả để mà đi đọc đi. Là bây giờ không phải như hồi xưa là phải đi đền bù, ví dụ cái nhà anh ở đây phải đi đền bù tới đây, anh thực hiện cái hạ tầng tới đây thì anh giúp đi để anh đổi tôi qua bên này, thì không phải được, không làm được như vậy nữa. Hồi xưa đều 80% là nhà nước là hỗ trợ, bây giờ 90% là nhà nước vẫn không chịu mời. Họ nói là theo luật mình phải đi thương lượng với ông, mà thương lượng thì không thương lượng được. Thì hiện nay thì chị cô đang biết cũng mừng là cái này không phải mình vướng, cả nước vướng, và đã trình ra tới Quốc hội rồi. Thì Quốc hội cũng đang soạn thảo và lấy ý kiến tất cả các bên, các cả nước luôn á, để mà giải quyết chuyện này. Đó. Còn nếu mà không được nữa thì mình chỉ còn một phương án là mình cắt bỏ đi. Những cái gì có thể cắt bỏ được, nó không còn chuyện dự án được cho chị. Nhưng mà cô thấy hiện nay cái việc đó nó không có quan trọng bằng cái việc mà pháp lý đang hướng. Nó đang tắt. Tắt ở chỗ này cô muốn nói rõ cho con nghe luôn và tất cả các con ta nghe. Trong cái dự án mình có khoảng 8-10 hectare, 8-9 hectare là đất trên rạch. Đất trên rạch của nhà nước xe cài đó. Mình cũng phải đi đền bù cho dân. Mà mình vừa tại dân cất nhà trên đó, mình cũng phải đi trả tiền cho họ, rồi mình đi tái định cư cho họ. Nhưng mà cái đất đó trong cái hồ sơ, trên cái bản đồ, trên cái tổng thể, nó vẫn là đất của dân. Ai là đất của dân đúng? Bởi vì trên rạch này, đường D này, tất cả bây giờ không còn ở trên rạch, không còn D, lắp hết rồi. Dân người ta cất nhà lên đó rồi. Làm một cái dự án lớn nó khổ lắm luôn, không phải là đơn giản. Nhưng mà bây giờ trên hồ sơ đất đai, bây giờ họ cấp nhà nhưng họ không có giấy tờ, họ ở họ lắm kiếm, nhưng mà 10 năm rồi huyện không làm được gì họ. Bây giờ mình đến mình phải thương lượng để cho họ đi, phải đền nhà đền tiền và mỗi người ý rất là khó. Nhưng mà đến khi mình đền được rồi thì cái đất đó trên hồ sơ nó vẫn là gọi là đất công sen cài, và đất công sen cài thì giờ đang chờ chính sách, chưa biết khi nào tháo gỡ được. Cái này cũng có trong nội dung đang trình Quốc hội. Cho nên ở đây cô thấy cái việc mà vướng đền bù nó không bằng cái vướng pháp lý. Cho nên chúng ta cũng phải gỡ xong xong. Còn nếu bây giờ mình đi chạy tiền, mình bán được vài đồng thủy điện, hoặc là mình đi vay mượn để mà mình đi đền bù cái khoản đó, thì không khéo mình phải hồi lại trả lại. Mình phải trả lại vay đó và tới áp lực thời hạn trả nợ đó. Nó có ai cho vay mà không có thời hạn đó. Nhưng mà mình đền xong rồi là pháp lý bị vướng, không tháo gỡ được cái đất công sân cài đó. Mà hầu như 100 cái dự án là bị hết 100 rồi. Mà nhà nước chúng ta cũng phải tháo gỡ chứ. Còn đến thời gian nào tháo gỡ thì chưa nha. Họ đang trình hết. Cho nên là cháu hỏi về cái việc đền bù cô rất là đang là chuẩn bị hết. Nhưng mà cô nghĩ rằng khi mà đã tháo gỡ được đất công sân cài rồi thì nhà nước cũng đang thao trình tháo gỡ là đền bù 80% là nước hỗ trợ. Thì hiện nay nó đang có một cái xu hướng như thế. Mà có một cô nghĩ rằng là đang trình Quốc hội, sau này những cái người nào mà họ không cho mình đền bù cản trở, luật Quốc hội sau này á, nếu người ta sửa đổi trình thông qua được, là doanh nghiệp có quyền điều kiện. Những cái người dân đó đã gây cản trở cho công ty, làm thiệt hại công ty, thì cái này chưa có thẩm luật, chưa có quyết định, chưa có chủ trương tất cả, nhưng mà đã có cái xác định rồi.